Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi là tư vấn bán hàng ở Mazda Bắc Ninh sẽ cùng với mọi người đi khám phá một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc thị trường hạng C. Đó. Mọi người nhìn qua thì chắc cũng biết rồi, một cái tên nổi đình nổi đám và cũng có số có má rồi. Đó chính là Mazda 3. Đấy. Phiên bản này thì được Taco phân phối về tại thị trường Việt Nam là phiên bản All New của 2022 nhé. Ở cái phiên bản nâng cấp này thì mọi người biết là được trang bị rất là nhiều rồi. Và đã có cái sự cải tiến nâng cấp từ khung gầm này, cách âm này đấy. Và thì đang được tại Việt Nam ấy, thì đang được phân khối và lắp ráp với 3 phiên bản. Bản Luxury là bản chung nhé mọi người nhé. Tôi sẽ đi từ bản thấp đi. Bản Deluxe là bản tiêu chuẩn này. Bản thứ hai là bản Luxury là bản trung cấp. Và bản thứ ba là bản Premium đấy. Mà chương trình tháng 8 này thì đang có một cái gói ưu đãi rất là lớn, chưa bao giờ trong lịch sử luôn. Thì mọi người phải hiểu là đang ưu đãi 100% thuế trước bạ nhé. Và giá niêm yết bây giờ mọi người có tin được không? Bằng với giá lăn bánh. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. Lần đầu tiên ưu đãi 100% thuế trước bạ, giá niêm yết bằng giá lăn bánh luôn. Đấy, với cái phiên bản nâng cấp 2022 này. Đấy. Để được biết thêm chi tiết hơn thì hãy liên hệ với cả hotline chúng tôi nhé. Còn bây giờ tôi cùng mọi người sẽ đi qua một vài cái nội ngoại thất của xe này. Mặt ở phiên bản 2022 này được trang bị mặt ca lăng mới nhé. Đấy. Hệ thống đèn pha full LED này. Đây, với những ánh nhìn này, góc cạnh rất là sắc nhọn. Đấy. Xe thì là xi nhan tất cả đèn gầm LED hết. Đầy đủ cảm biến trước luôn, cảm biến sau luôn. Cảm biến trước sẽ được trang bị ở bản cao cấp nhất nhé mọi người nhé, bản Premium. La răng 16 inch này. Đây có khi là một trong mẫu xe gần như là dài nhất trong phân khúc rồi. Phân khúc C này, các bạn có thể nhìn thấy này. Rất là dài. Dài như những cái dòng Mercedes-Benz dòng hạng C đấy, C-Class đấy. Đó. Màu này thì mọi người đang xem là màu xanh Cavanside Blue nhé. Đấy. Dáng vuốt thành góc cạnh luôn. Ở bản này thì ngoài cái chương trình này đấy, thì ngoài chương trình ưu đãi 100% thuế trước bạ thì mọi người còn được tặng thêm một vài phụ kiện 40 triệu nữa nhé. Đó. Đợt này được ưu đãi rất là nhiều. Đây, tôi cùng mọi người sẽ đi ra phần đằng sau này. Được trang bị cánh hướng gió nhé. Lipo thể thao này. Ống xả kép đấy. Đây là ống xả, hai ống xả luôn nhé mọi người nhé. Hệ thống đèn xi nhan đằng sau full LED. Cảm biến lùi. Camera thì đây là mọi người có thể biết nếu camera đây là camera 2K nhé, cực kỳ nét luôn, kết hợp với cả màn hình rất là nét. Đây, sau đây thì tôi cùng mọi người đi vào trong nội thất nhé. Chắc hẳn là trong phân khúc thì không có một mẫu xe nào được thiết kế sang trọng như này. Toàn bộ nội thất là bọc da luôn, tất cả đều được trang bị trên da cao cấp này. Hệ thống màn hình giải trí này. Đấy. Rất giống của BMW luôn, đang học theo phong cách của châu Âu. Đấy, cực kỳ sang trọng. Bệ tì tay này, núm xoay điều khiển Mazda Connect này, phanh tay điện tử, auto hold. Vô lăng tích hợp các cái phím điều hướng giải trí này và có lẫy chuyển số sau vô lăng nhé. Đặc biệt là ở cái phiên bản Mazda 3 này ấy, thì loại hệ thống giải trí loa rất là hay. Cực kỳ hay luôn. Và được cả trang bị ghế lái chỉnh điện luôn này, có nhớ hai vị trí ghế. Đó, toàn bộ nội thất thì bọc da này, mọi người nhìn nhá, rất là tốt luôn. Đấy, thì mọi chi tiết thì liên hệ với kênh chúng tôi nhé, thì chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết hơn cho quý vị. Chương trình 100% thuế trước bạ và được tặng gói phụ kiện lên tới 40 triệu. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.